cú làm sao mà đúng nó xuống còn 80. Đúng rồi, tức là đứng luôn đấy, được xoa xanh gội. Xong cái lúc đấy quay lại cũng được, không sao đâu. Ý là đừng qua đánh xanh gội. Mà là lúc đấy là cứ đánh ở bên kia 80 đi, xong còn phần còn lại là để Hana tự đánh. Đúng rồi. Xong là lúc đấy là sang xanh đúng không? Lúc đấy sang xanh là đánh dồn nó xuống 80 này, xong là break này, hoặc là break luôn xuống 80 này, break luôn đánh nó xuống 80 này thì đánh tiếp. Đấy, đánh tiếp để nó tối ưu đi, xong là con ông lại quay sang kia không đánh. Trong cái lúc ông đi sang đánh thì nó mất giáp rồi thì tôi vẫn tiếp tục đánh con xanh tiếp được, hiểu không? Giáp bên tiếng 70, do đó mình làm sao mình quýnh qua con tiếng 70 trước rồi xong nó mình qua sang break. Gần 70 thôi. Đúng rồi, gần 70 thôi rồi xong mình qua sang break. Đánh 70 thì nó đánh 70 thì nó sẽ lạnh quá. Gần 70 thôi. Tức là đánh khoảng 75, 80, 75 gì đấy, đánh xuống nữa tầm đấy. Xong là sang xanh thì lại đánh dồn đánh break nó dồn xuống 80 đúng không? Thì các ông thì cứu người xong bình thường là mình quên xuống 80 để vô max. Thì lúc đó là sau khi 80 là bắt đầu mình làm max á, làm max xong mình check một cái là mình bên xuống được luôn, là qua được 70 luôn. Qua bốc 70 thì lại các ông lại sang bên kia các ông đánh tiếp. Đúng rồi, qua tiếng quýnh, qua tiếng quýnh thì làm sao để quýnh cho nó xuống hệ 45 á. Tức là thay vì việc là ngày xưa là mình hay là đánh kiểu là cứ đến max là mình sẽ sang bên kia, thì bây giờ mình đánh cố thêm 10% nữa, tức là cứ cố thêm 10% nữa thì thằng ví dụ như tôi là thằng tăng xanh này, tôi vẫn tối ưu, Hana là thằng tăng tím vẫn được tối ưu, bởi vì là không phải có cái giai đoạn nó vào giáp để mà người ta đánh vào giáp thì nó sẽ phí DPS này. Như hôm trước tôi vậy đây, tôi cứ đánh vào giáp thôi, đánh vào giáp thì con nó có xuống máu đâu, nó không xuống máu mà mình vẫn cứ phải đứng ở bên đấy giữ thì nó hơi phí DPS cái chỗ đấy. Tức là mình tối ưu được cái DPS chỗ đấy thì nó sẽ ngon hơn. Chính xác. Ủa đội kia con này đâu liên quan gì đâu. Chạy nhau chính xác vô là được rồi. Không đủ đam tí nó nộ sấp mặt rồi. Này đâu có rác đâu anh. Nhân phẩm nha bạn thốn. Nó về ngồi trước thì mình vui chứ. À, ba không gì. Bao nhiêu xu vậy? Xu vậy. Lại đi dạo mà. Anh gái nào dính thành ma rồi. Đứa cái. Ném ra đây nào. Để nó nhảy dưới đầu. Còn ném full. Con này 7 phút. 7 phút thì đứt kẹp. Con này có rác đâu. Chào Rai, win mấy trận PvP rồi. Chụp Rai vô win không biết win đâu. Không, nếu mà kháng được thì 1-4 là chết thôi, 1-4 là thì đúng rồi, tôi nói rồi, ông cứ vô mực kháng được, ông mực siêu giác quan, ông chém chết mẹ cho tôi. Không, cái này đâu để siêu giác quan được. Hình như là có siêu giác quan chỉ có cái đòn kháng nha. Bình thường nó là đã kháng rồi. Nó chỉ cần lướt liên tục kháng mà chỉ cần chém 1-4 là chết thôi. Nó vừa mới vô nhưng mà ông phải để thằng kháng vô trước. Mình phải vô sau nó thì mình mới diệt được. Mình hôm qua đánh thử bê rồi vô quýnh tiếng mình sao anh giết anh giết được mấy mạng 8 mạng em ngồi đình giết dễ cực kỳ luôn, má bực tát rồi lao vô cái đùng cái bay màu đó, đó giống như thằng trộm đi rình bực tát rình bốn nguyên 18 luôn, ba ông thằng một khách một cái khách. Bây giờ chúng nó có ghi PvE nữa đâu. À quên ghi PvP nữa đâu, nó chơi toàn PvE hết mà. Cái thằng AG đó thì cũng một phát đất khác, chẳng có 1.4 triệu. Đâu có,
qua đi cái đó là cái đám đó là máu nó là 2 triệu mấy nhưng mình nhúng một nhúng là nó chung chết luôn. Có 2 triệu mấy cũng bay màu. Ông mặc đồ ve ve thì ông cứ rộng mắt nhìn đi ve. Ông bây giờ nói thẳng ra là 100 triệu rồi, chẳng hạn 100 triệu rồi, kể cả nó là đánh người nó sẽ đi tỷ lệ có 0.1 thôi thì nó cũng vẫn bao. Cầm cái vũ khí BB á là quy táp hồi liên tục á đánh nhanh lắm. Cầm vũ khí BB á tức là 10% ấy chứ không phải nói là 0.1 là 0.1%. Tại vì cái đan hà là nó đã lệch hẳn cái ghi BB rồi, vậy đó cầm BB phí lắm. Ông không có chống được 3 giây đâu. Ví dụ nhá, hệ số của anh đây này, ví dụ chỉ số tiêu chuẩn là 6 này. Đánh vào người còn 0.24 này, tức là nó bị giảm mỗi một nửa thôi. Thì anh đánh vào con quái này 100 triệu thì đánh vào người 50 triệu kiểu đấy. Trừ đi thêm trừ thêm gọi là phòng thủ đỡ đòn các thứ đi. Thì ít nhất là anh đánh vào nó được 2 triệu để chung. Còn một thì không nói. Mà có cái trò mà có cái trò gì đó, cái cục vàng vàng á, không biết là cái gì á. Mình hay có cái cục vàng vàng bay ra vô người đó. Rồi cái cục đó là không kháng là bay màu nha. Ừ anh không biết lúc mà cái effect á nha, mà anh không biết là cái đó là chiêu gì á, mà hay mình lúc mình hay đánh á là luôn luôn có cái cục vàng vàng nó bay tới boss này là bay tới người vậy đó. Lộn. Cái gì tích nó có đẩy cục vàng nó tới kia nhắn gì vô người. Không. Tôi đi ở bên Loli giữ bên đấy à? Không, em bên kia em bắn, nhưng mà anh bắn trước đi rồi xong anh qua sau. Em qua kia cứu mà, em qua kia cứu em giữ luôn. Em tăng à? Không, anh tăng ấy chứ. Chị đồ mình đã nói nhọc mít rồi. Thì ý nó là em giữ bên này xong anh qua anh đây anh bắn anh tăng bên này thì em lúc đó em qua cứu Hana, hiểu không? À. Rồi, cắn bóp đi. Ấn chưa? Ấn đổi chưa? Đổi ấn đi, cắn bóp đi. Chịu bảo thằng em rồi, mẹ cứ cung hai và chỉnh cái nhánh tàn hình. Biết thật đó, anh quen à. Anh chanh quen một con ngọc mít hay không? Chịu đi. Nó trước đó từ bang anh ra mà. Bảo nó rồi chứ. Cùng phong mà đánh mà chỉnh nhánh tàn hình. Chỉnh combo hết. Chỉ một combo không chết thì chạy nó đúng lướt ai mà nó né được cứu anh nhỉ, cứu anh nhỉ. Có cái gì vậy xanh bên này sao sụp hụt quá qua đi sụp hụt à, chuẩn bị mở thanh CC chưa quạt thanh CC mà. Giờ đánh con này cho tới mấy? 70, 75 á, 75 á, tầm 75. Ủa, Hana không tăng. Có đổi cái độ anh cứ đổ qua bình thường đi rồi xong anh quay lại anh quýnh cho 75 thôi. Có gì ráp luôn nha Hana. Ok. Rồi ok đủ rồi. Từ từ nè, để đủ tắt mình quanh kia. Lóc nè. Để đủ tắt mình qua nè, qua đi anh Sương. Qua kia quýnh rồi, đủ đam rồi, qua kia. Qua trước đi. Có bực nổi. Tách không? Không tách làm gì. Này để sắp 80 vô mắt nè. Bên kia là ráng xuống 70 nha, em ráng lắm xuống 70 nha. Còn 2% cho em thôi đó. Một full. Rồi ok, vô một full. Kêu ok đó, dồn đi. Hana tiếp cho ai xa rồi đó. Đó mình sao không sao? Đâu em cho nó nhảy vô mít thôi. Rồi mà nó giờ uống nước kia xuống 60 nè.
Có kia đi em, đi đi em. Có gì rát nha, ra đây nha. Vô mắt này, vô mắt này, vô mắt này. Đấy, lóc. Bắt chắc thôi, rớt súng đang hà ra nè, súng lục đang hà hoàn thiện nói không rõ ràng gì hết. Súng hà nè kìa rồi, ok vậy đó. À nó kẹt, mình cứ hết stack thì mình qua anh kia ra anh, rồi xong quay lại. What? Này quýnh từ từ thôi nha, chưa có mắt đâu nha. Quýnh nhây nha, quýnh nhây. Cái này ráng quýnh xuống quá ha, gần 4-2 nha, 4-2 nha. Bên kia Suku quýnh giữ đam nha, Suku nha. Rác. Từ đừng xuống 50 em. Đừng xuống 50 nha. Quýnh nhây nhây, đừng xuống 50 nha. Cái này chắc sẽ tới tháng 4 nó ốp đát quá. Rồi ok nè, qua kia nè, qua kia, bên kia, bên kia, bên kia, bên nè. Bên kia xuống 50 là dở bắn nè, rồi ok. Rồi ok, ok. Hết, được rồi. Tôi chuẩn bị xong cái trên này là của lấy rồi, chuẩn bị lấy. Chuẩn bị giết, cứu người nè, cứu người nè, cứu người nè. Chỉ quay nha. Xa nè. Lấy cho em nè. Phát đi, em đã lấy rồi, phát rồi. Rồi, em quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi. Không, tại cho thấy là mình quýnh vôi quá đây. Được chưa? Rồi em lên bạc chưa? Rồi giờ quanh kia là quýnh 30 nè. Có gì PC về ráp nha em nha. Có cứ ráp đi, anh bên này 20 cơ, à 20 cơ. Bên anh là 20 vô mấy? Chưa kịp, anh mất rồi. Ráp đi. Về lại Suku nó hồi máu về Suku ơi. Rồi vô máy nè. Hai lần nha. Ok. Lần đầu tôi lần hai hên xui nha. Anh có rep bên kia nha, Suku nha. Giờ hết rep này nha. Rồi quanh kia nè, quanh kia nè. Quanh kia vô nè. Không sao, chút này cứ đi. Hết là thanh. Tú là team boss. Cái này rách giết luôn nè. Bên bên. Bên kháng nè. Bên kia nè, quay lại bên kia, bên kia vô mắt nè. Bên Hana chuẩn bị vô mắt nha. Lock nè. Tên rác nha. Vô mắt nè. Bên anh vô máy chưa? Từ từ nhé. Trốn được thì trốn nha. Rồi. Cứu em qua, cứu em qua, cứu em nè. Bên
này không có ai giữ. Chịu rồi. Đứng qua kia đi, em cứu cái này chứ. Không chịu được, bên này không ai cứu, chết. Bùi gì đâu. Hết mùa rồi. Bắn kia. Hết giờ rồi, hồi máu rồi. Hồi máu gì? Ủa anh chết lúc này mà sao hết bùi? Anh chết lúc nãy đây. Nãy là không săn kịp. Trốn thì để trốn chút xíu. Anh Fire nó ném 5-3 cái bull á, rồi xong anh trốn. Vậy trốn sang bên kia, mẹ bên kia nguyên toàn độc. Cái bên tím ấy. Thì đó, ý nó bên tím là ngay cái chỗ đó là hồi nãy cứu em là giúp đội. Bull ngáp là độc thì làm sao mà sống được. Ủa hồi nãy lúc là anh cứu em là anh dập lên bull là anh sống rồi mà. Vấn đề là anh không cứu em kịp. Vì anh đã bị sang mấy cái anh đốt sạch rồi. Anh sang đấy, vừa sang cái đứng nguyên trong xung quanh toàn nước, về được đéo đâu. Đốt sạch rồi chạy gấp. Reset kill lên. Không bùa đâu nhá. Em cũng hết bùa luôn rồi nha. Chưa quen đó nhưng mà quen đam rồi đó. Cái giai đoạn bùa rồi nhưng mà nãy quýnh hơi tha bên tiến nha. Bên tím đáng lẽ quýnh xuống 42 là vừa rồi. Không biết được không? Để mình tham quá, mình đẩy xuống 40 để cho tốn thời gian bên đó. Bên đây xong sang qua sao cứu anh đâu. Bên đây trái cứu à. Nguyên nổ và map. Không, hồi nãy là em đang ở trong giai đoạn là cứu 2 lần á. Đó là chưa qua kịp bên kia á. Đánh trong 12 à? Ai nè. Anh tưởng tôi yêu đi phép. Rồi, nổ rồi đó. Vô trước đi, vô trước đi. Đã bón chuồng phong không rồi. Chết nhau. Cần CC nè. Rồi ok, về được rồi nè. Đang chờ tách mà. Đang chờ tách mà. Tờ 78 là vừa. Em buôn thứ 3 rồi. Cứu người bạn kẻ ơi. Đó, collect ở đây. Nãy luôn. Quýnh tham bên tím nha. Để quýnh sai rồi. Nó không quýnh như đâu. Xuống số 74 75 là phải ngưng nhiều. Đứng chờ tách rồi đó. Nãy cơ quýnh tầm 80 là mình em quýnh được. Anh quanh kia quýnh vậy là được. Chút nữa cứu xong anh về đi rồi để em quýnh. Rồi mình quýnh nha. Hana có ráp thì có ráp nha Hana. Đó, gì xuống cú uống xuống
19 à, bên này đủ em, bên này đủ em, bên này đủ em. Ừ, bên này đủ rồi còn gì. Em nhầm, em nhầm. Em nhìn bên Hana mà em tưởng bên Suku. Suku giữ rách nha. Rồi đó, có đợi có stack thì qua kia thôi. Rồi. Ôi trời ơi. CC thì có qua nha em. Ok, ok. Nha. Rồi lại đi anh, rồi lại đi. Nam mình về thì rồi, 80 nè, 80 nè. Không săn sớm đi, không được săn muộn. Sớm mà. Tôi ăn rồi không động nữa đâu. Sao mà vừa vào. Cứ lên rack đi nhanh, lên rack đi nhanh em. Được. Đây nè. Bị cú lần hai nè. Có lỗ không? Có lỗ không em? Ném một bom. KD nè, rát nè. Mình về đi, được rồi. Đủ rồi. Vô bên kia xuống nè. Correct nha. Vô mắt nè. Em đi này. Đi. Pull 1. Pull 2. Về bên xanh nè, về bên xanh nè. Correct nha. Em CC nè. AD AD test nó đánh PVE của anh. Cứu nè, cứu nè. Ngay chỗ này. Cứu một chút xíu nè. 10 giây nè. À, em mất bùa rồi. Em xin cái bùa tao đổi rồi. Để bên xanh, bên kia. Qua kia cứu đi anh, qua kia cứu đi. Qua kia cứu đi lên đi. Có bùa không? Còn bùa tổ đội không? Lên đi. À quên. Anh bật rách nhá. Rách đi, anh rách đi. Cứu nè. Cứu đi. Anh đâu? Rồi ok, cứu cho ba người quýnh được rồi. Độc địa bắt đầu nè. Để em qua được, anh ở lại đi. Anna to. Xe cho anh nè. Tôn anh. Cứu anh. Nhanh Loli. Không kịp rồi, bên kia chết rồi. Bên kia chết thì cứu anh. Anh bắt buộc anh biết ma rồi, Anh cả đạn. Thế mà kêu là mình em đủ. À mình em đủ rồi nhưng mà tự nhiên không có đó hết ma. Biết ma luôn. Sai thiệt. Cứu. Trời thấy đẹp lắm mà. Đẹp mà vấn đề là Loli có tham bên kia. Thế bảo là sang bên này sớm đi, thiếu thì không. Còn nếu mà đã không sang thì bảo sớm thì anh chuồn. Không mà để làm em qua rồi mà tự nhiên không rồi. Em kêu cứu được thì anh mới ở lại, không anh ở lại em nếu. Lỗi em. Nó lỗi em. Cái thằng cứu dễ nhất thì cho ở lợn. Ừ. Kêu là mình em đủ rồi, cứ ấy ở đấy cứu đi. Trong khi thằng Warden thì để cho nó sang nó cứu đi, chứ có phải đơn giản đâu, một mình người lại giữ.
một cái bốn rồi xong rồi. Ngay thì ông sang tôi còn phải sống được khoảng thêm 10 giây nữa. 10 giây mà nó còn không bắn được tí nào luôn. Bắn được. Nó biến tích mà nó có bắn được đâu. Cái là đất là cứu được rồi. Lờ đang nó cắn. Toàn đam dư đam rồi mà lúc đấy tôi đứng đấy tôi đánh. Lúc đấy em có tác là dư luôn. Lúc đấy có tác mà em vừa em chưa cái việc tác cho biết em ma này. Cái này là không cứu thì bảo để người ta biết người ta chuồn. Sao không, không, kia em tính nhầm cái thời gian lỗi em. Nói chung là đánh lên đánh em khoảng 76-77 thôi, đừng đánh em 75-75 nó cũng hơi ấy. Đúng rồi, anh đánh hơi ngưỡng. Quên nó lại nha, là sau khi mà cứu bên tím xong là anh Lan cứ qua đây bên xanh quýnh đi để em ở lại bên kim quýnh cho bắn nha. Ừ, thế cũng được. Cứu xong rồi ông Lan sang bên tôi luôn. Ừ. Đánh dồn cho hai bên nó xuống đam ngang ngang nhau. Tại 6% là Hana lo được. Không tin đéo biết invi luôn. Vô đi. Tầm này là gì nữa? Chứ đang mở lò mà còn không dính một giây luôn, một lò lên. Đi mà đợi mở lò tàng hình cho vô chọn. Rồi spam hả? Chỉ là mình đã ở ngoài thì có thằng cao đao mình lấy nồi. Chẳng lâu sàn cứ gáp nhẹ cái gì nó gáp nhẹ con này không có sàn thì lâu sàn đi thôi. 7-7-8 là sang rồi. Em qua được rồi, em đợi có tách quốc em qua trong khi Hana ấy là quên. Anh bên tím anh đâu có để ý không đó. Thôi con hàng mắt nó không cần hàng. Không có đạp phải mất bên kia thì mới đánh được. Rồi vô nè, vô mắt. Anh chuồn đấy nha. Chuồn được thì chuồn đấy nha. Thì thất tinh ai hết. Không anh chuồn nè. Ừ, anh chuồn nha. Mít. Đó, xuống 76 luôn rồi, ngon lắm trời. Em vào đó. Về mít em ơi. Cái đó là sao mà canh được mà Hana chứ. Lấy rồi. Cái đó mà tụi anh canh không được đâu. Do nó, với lại em lóc. Không, em voi thì tụi anh cũng phải rác à. Tại vì không rác của đó là cái nó thả cái buôn vô. Em có voi hay không voi gì tụi anh cũng phải rác của đó à. Tại biết em biết sao, tại vì nếu mà không rác của đó là cái buôn độc của nó làm một cái là coi như mất hết stack, coi như là đâu còn cái gì đâu nó làm đâu. Tôi bị cứu người nè. Má chết mẹ rồi. Mình đang live cuốn nè. Rồi em đi làm được. Chết quá. Hả? Em đang định vào vòng đi ông nào đi lướt trước mặt bước vòng của tôi. Bảo đi thì đi ăn cái vòng xa đi, thấy người ta đang đứng tặng gần vòng rồi còn cướp cái vòng của mình. Không biết. Cướp cái sống cái đéo rồi. Ăn nóng ra vào mặt. Xác định là tôi đã đứng gần vòng nào né cái vòng đấy ra, nếu có hai vòng còn nếu đang không thì đi nhanh lên, đừng có đi kiểu đấy. Nếu nó chuẩn bị chuyển bút thì bước vào vòng người ta trước. Không biết. Bên kia vô mắt nha, bên kia vô mắt nha. Thành mắt. Rồi chuẩn bị đi, reset đi. Ba buôn rồi nè, chuẩn bị nha.
xanh là gì thôi. Đây. Yếu nè. Gì trời. Xé đi. Đó, cái chất luôn. Một cả lâu tràn rồi. Tan đâu. Đâu có vô CC được đâu. Tôi CC rồi còn gì. CC 2 cái KD rồi còn gì. Hồi nãy chưa kéo hả? Con tím xuống mà là con xanh nó đã xuống rồi. Là đi phép dư rồi nhưng mọi người chú ý cái việc đi qua đi lại thôi. Bên xanh lúc đó là xuống nhanh quá, do đó là phải qua tiếng quýnh. Xanh là phải dừng ở mức 51, 52, 52, 53 thôi. Để giữ đam để bên tiếng nó quýnh. Bên tím chưa xuống được hệ 43. Chúng nó rách đâu có được đâu. Người ta nếu cân thăm như thế rồi thì lúc break xong đánh xong thì bọn em sang hết bên kia em đánh đi. Dạ đúng rồi. Còn mình anh giờ 60 mấy% làm sao mà anh đánh xuống được 51, 52. Đấy là vì cứ đứng ở bên xanh đánh thì nó mới xuống. Ok, bên kia nổ nha cho hai lần. Ông về đi anh, đi anh đi. Đuổi, ông đi đi. Ông giờ là đủ rồi, để mình ăn trước. Ông bày bày, ông đi làm tí rồi. Đi rồi, đi rồi. Tôi đi, anh đi. Suku có rác thì có rác nha, Suku. Cẩn thận nha. Mình ba chuẩn bị mắt này, CC nè. Cú nè. Thôi xe đi. Có gì? Ở kịp. Kéo được không? Ép cho ông một cái là được. Ờ kịp. Tiếng quýnh nha. Có ráp rồi nha. Gì đó, chút kêu có thì ráp thôi. Chắc là đi canh CC nha, CC có thì đáp nha. Rồi vô cái này. Khi khó thì vét nha.
em vô trước rồi nha. Bắt đầu công kích mạnh này. Rồi, chuẩn bị nè, đưa mắt nè. Ai nè. Chuồn đi cái bạn trẻ này. Rồi nè, AD nè. AD chuẩn bị. Chiếu ở đâu nè. Mít. Rồi, một rách đi em. Quá. Đẹp nè. Một con nè. Thôi mọi ủa, người sang kia đi, con này vơn sâu quá, ủa, tí nữa là kiểu gì? Còn tím vấn nè. À, mình tím đi, 33% mình đánh xuống 20 rồi. Có rap nha. Lóc mà. Mét thế. À mình tìm cái gì? CC nè. Bạn hai được thì đáp luôn nha. Tóc thì xấu vậy. Bên này 21 này đang bị dừng nam này. Ok. One kill đi xong rồi đó. Rồi ok, bên này đẹp nè. Anh có red thì có red đi nha. Còn đang hỏi anh là sao trong game không có sức mạnh. Bên ngoài bố không có sức mạnh. Chả lẽ bảo bố vì bố là Weebu à? MCC nè. AD. Cứu anh ấy. Có đánh không? Không, cứu đi, đừng nói nhiều nữa. Cứu đi rồi tính. 10 giây nữa mới break, cứ sang bên kia đi. Cứ lo việc bên kia đi. Bên kia chuẩn bị vô mắt nha. Có break không? Anh break luôn. Đánh đi. Anh từ thì break đi. Sướng không? Hợp theo. Chết mẹ này. Gì vậy? Sang đây sẽ nổ chết luôn. Ở bên xanh nhá. Ừ, biết rồi. Mà hết mẹ bùa rồi. Ai còn bùa không? Không. Anh đang sang cứu anh quá. Xanh. Bên xanh có đang vô mách nha. Đang vô mách. Cẩn thận. Kêu cứu Hana kìa. Hay lắm Hana. Rồi một người sắp giữ đi, có hồi máu nha. Anh ở bên đó anh cứu nha. Em bên này chết luôn nha. Bên chết đi. 6 tỷ chứ nhiêu, chấm 3 đội. Cứu được đúng không anh lại? Được đấy, đủ ram mới có chết đi. Hết mách rồi. Độc địa này, công kích mạnh này, chuẩn em. Rồi xong rồi, để bên chết luôn nè. Bên đây này còn 9 giây kìa. Bên kia đâu? Xong chưa? Không. Ôi giời, dâm ba đội yếu. Đó, còn bây giờ đó đó. Nhưng mà được, đánh kiểu này đi pet tao to hơn hẳn mà. Nó dư nhiều, chẳng qua là ý là cái lúc cuối này vẫn hay cái chết thôi. Trời, anh cứu rồi. Cứu rồi.
em non. Đánh được cái chứ. Cái này mà nếu mà nó không tăng máu mà ấy đánh được 13. 14 chứ, 13 đâu có đinh rồi. 13 không có thử thách nha. Ý là mình cũng quen thì lúc đi test cuối thì mình vẫn thừa đam này em. Mình đánh được 16 luôn. Mình bị kiểu mất ngới nên là mình đi qua lại mình hay chết ấy. Mỗi con là nó tăng mười mấy triệu. Mười mấy tỷ. Hai mấy. Tại nè. Chưa quen thôi. Rồi, đổi cái gì đi nữa hả? Ủa? Đang tập mát mà. Hay là anh muốn đi đâu? Đi thân tích đến cho nó nhàn. Ok, vậy đi quanh kia nha, thân tích đây. Ok. Đủ đam thì... Dư. Tự này muốn chen. Chen cái gì? Dọn hộ cái nhá, đi tắm cho gội đầu cho con. Từ đấy đấy ra. Quay từ ra. Đấy cái này. Tăng thành tích gì à? Không đi cái này nữa. Tăng thành tích. Thôi. Đi để biết. Nhưng mà đi thì được. Ông Lightning ông cứ lo. Chúng đây pet. 12 chứ. Ông tân đầu sẽ là ngon em ạ. Tân đầu bên kia chả nát rồi. Thì ý là tân đầu bên này ngon. Em phải tin Loli đi chứ. Đấy là tin Loli, Loli full max mà đùa hoài. Nó chung cái thằng tích là không muốn đi. Thì tăng tích không muốn đi hay là viện nghiên cứu không muốn đi? Viện cứu. Ê, viện nghiên cứu. Ổng vừa nói tăng tích rồi. Dạ. Viện nghiên cứu là không muốn đi. Nên bây giờ có chan cái gì cũng vậy à. Một full duy nhất. Tên một full duy nhất thôi. Nói chung là tàn tích leo cây được nên nó nhanh. Hồi trước nó còn cây nấm kia thì mình còn nhanh nữa. Còn cây nấm kia thì mình còn nhanh nữa. Ờ, mà cái đợt cây nấm kia kỳ quá ha, tự nhiên nó bỏ ha. Thấy hồi trước gì cái con khỉ nó có bỏ đâu, nó đâu có bỏ đâu, mất mới gì tự nhiên cây nấm nó bỏ chứ. Khỉ nó có bất leo em. Bất leo và ba boss mini á. Khỏi đánh con khỉ mini ở ngoài đó, leo thẳng luôn. Mà đâu ăn ai vô. Vô cái gì? Hay đi bên thành tích để đỡ chết thôi. Đi không phải đi bên cái gì đó. Cũng đợi chết thôi. Mấy người ta nhắn dễ chết thôi. Vì nó cho bị nghiên cứu tới 18 luôn. Phải liên tục. Nó mà phá. Ủa, cái này là phải show bát nó mới test hả? Hay là trước show bát nó đã có thể test rồi? Cái 10, nó có để đó, cái 18 chỉ duy nhất cái 18 là đợi nó mở rồi, nó mới ấy thôi. Đánh nó mới bán được ra mà. Nhưng mà ý nó là cái sâu bát đó là phải gì? Là nếu mà nó test nó mới bản mới thì sâu bát sẽ mất không ta? Như vậy luôn. Đủ tháng 4. Tự nhiên anh đang leo mới bay lên. Bị
xuống đây, xuống đây. Em chưa tắm rồi. Cái gì chậm, cái gì mà từ nãy giờ xong, chứ nãy giờ đang lên rồi chứ. Đi chơi BD à? Ghê quá hả? Cũng là tìm nhánh xét hả? Nhánh xét để kêu sao đây? Một siêu khai một wow. Hai và tất cả đều là một. Ôi chết. Cái quỷ mà cái clone anh mà nó hay bị crash là do cái cạc cho nó bị có vấn đề. Cái nó ghi là W DW gì đó. Để W của anh nó bị lỗi. Cái driver cả màn hình đó. DWM Hello, em đã tìm đồ em quen rồi. Thì lên biết. À, Luli lợi là Tana chết. Chị anh chết. Nói chung mà đánh kiểu đấy thì nó tối ưu đam hơn hôm trước đánh. Kiểu lúc mình bị giáp thôi, nó không bị giáp. Không biết còn 3 đường giết được mà. Chẳng qua là... Em bật Z lên em tát nghe là mấy chục tỷ và đi hết. Anh đến, anh vào đây. Mấy chục tỷ nhưng mà đéo cứu được người. Để em cứu, em cứu. Chúi rồi. Đây là gì với lão gì mà lão dỗi đấy. Mẹ gì lão ngáo. Sao em bảo tôi là mua cái bộ độ xe 100 triệu. À, về có xe nào đâu mà mua. Thì thế tôi bảo là kẹt làm béo thì có tiền, nghèo làm béo thì có tiền mà mua. Bắt đầu là giọng giật gào ầm ồm lên béo kìa. Dạ, như là lúc nãy vào Discord nói để xong rồi. Không, tát thôi, nói đéo. Kéo ai vào rảnh mà nghe lão nói. Tôi đổi đi ấn. Ý là nghe nó vô lý. Ngầu nha. Lão ý kiểu chắc là lão kiếm được đâu có mối độ nó rẻ thì lão kiểu muốn giới thiệu anh em có xe ô tô đéo đâu. Thế ở đây tôi giới thiệu cho sóc tranh thôi. Mà vấn đề là lão ý cứ gào mồm kẹt suốt ngày mình kẹt chứ không có gì chửi mới đéo gì lão đâu. Kẹt lại thì bắt đầu nhậu đá. Cháu chắc là uống mẹ rượu. Đây nhậu đó. Rồi nhậu từ sáng. Mẹ hôm sau lại quên mà lão là em thấy. Thế tôi có chấp đâu, tôi nhắc thì chấp. Chấp chi đi gì nhỉ? Về Hải Phòng về. Chơi nhạc vô thì tận Hải Phòng ăn chơi. Nghèo mới đi Hải Phòng mà. Lại kiếm được mấy trăm triệu mang về. Đi đâu mà kiếm mấy trăm triệu mang về? Đi Hải Phòng cái này. Con chỉ mất tiền đi thôi. Đi con máy liên tục kìa, chắc kiếm mấy trăm củ mang về rồi kìa. Đi mua ma túy rồi. Thế vậy hay quá. Sau khi cưới phơ xong là mọi thứ đều im bặt bắt. Chết đi vô chat luôn. Quên à, quên đi công tác suốt rồi. Chat đéo gì nữa. Cưới phơ xong là đi công tác luôn. Không về. Bây giờ vào đây chat vợ đấy bảo là các giày ấy. Đâu, sợ hai người yêu cũ gặp nhau. Mẹ bỏ cho Hanna chết. Hanna đang đi viện nghiên cứu cà phê. Giờ đi viện nghiên cứu 12 xong. Thử cái mic mới có đủ đi vét không? Đủ mic mới là đủ hơn à?
gọi là mic tối ưu hơn. Chuẩn bị đi khé thôi. Chắc là đi được, nhưng mà phải không phải kiếm đủ ấn đi. Đừng đưa ác cho lâu, nhờ lâu, lâu chú đi hộ. Đi hộ thì cũng phải có ấn. Có ấn mà, đủ hết ấn rồi. Ấn tím đủ hết rồi. Đi hộ lão cũng được, nhưng mà chỉ là phải đủ ấn đủ yếc vào, đi chăm chỉ kiểu ấn đi. Ấn tím thôi, chứ cho còn tím được. Tím đủ rồi. Còn giả sát thương thì ấn, ấn xanh lè thôi. Mấy hôm mà đủ. Em nổ con của em rồi nha. Thành chết rồi. Hana ơi, anh chết rồi. Hana, hạ xuống đi Hana ơi, chết bây giờ. Tức như là đi đâu đi vẫn ở mình ở Hà Nội vẫn quen hơn. Thế là ông ở Hà Nội ông quen. Kiểu quê ở quê quen thì ở Hà Nội cũng quen. Suku có đách, kêu đách đi nhà Suku nha, chúc em đách xong. Để phòng ăn uống cũng không khác Hà Nội mấy. Đi ăn một cái món đi, đầy đủ hết đi. Đi ship tour à? Thì sọc, không đi ship tour, ai bọn chồng tự đi thôi. Phút tour đấy thì mình còn trẻ đâu mà phút tour. Phút tiền mẹ mới đi ăn được mấy món mà đã đầy hết cả bụng mình phút tour. Anh cũng vậy. Đi ăn còn 4% nữa, còn 4% nữa. Đây. Còn đi ăn nem cơm bể. Phút tour nói chung là toàn món những đồ đạn, đồ bụng quá. Chứ không phải đi ăn kiểu mà vào chợ không ăn mấy cái món xe chủng đâu, không phải. Phần trăm nữa. Ở Nam Định tôi nhiều món ngon lắm nên là không hứng thú với việc đi thành phẩm. Vợ tôi thích đi đâu thì vậy. Hải Phòng không đi động cơ. Còn khác đi xem chứ. Dẫn với vợ đi sớt nên đi động cơ. Ai mắc cái nhà anh hết mắc cái nhà anh không mắc cái nhà. Không sao đây, em ra em làm mấy cái máy đi. Giờ ở đây em khó đâu em. Hồ Sơn có cái mẹ gì đâu. Tôi đi lừa đấy. Tôi đi thì chưa bao giờ hết lừa đâu. Anh lấy buông cho, lấy buông cho em ra làm máy đi. Tôi đi lấy lừa anh tắt. Chết. Đấy, anh lấy buông đấy, anh lấy buông đấy nhưng là buông nó ném vào mặt mình. Chỉ nhìn là mình biết. Chỉ nhìn mình biết. Ôi, giết nó đi Hana. Từ nó nã kìa. Cắt cua dậy. Rách chó. Vào vào đây kìa. Đâu, đâu. Chùa Công Đạo mà nhìn thấy một lít ít toàn danh sách thì chặn. Đang giờ đi gì, giờ có đây đi. Mai đó, đi đây đi các bạn, đi bê bê bê, đi các bạn. Rồi, một con đỏ ra nha.
Trinh già farm không? Trinh già ơi. Farm không? Tôi đi tốt đây vì mấy cái hôm qua mẹ chơi ở quê nhờ Hanna vào kéo cái sạch bằng tí khác kéo đi DPS còn còn hơn 100 triệu trở thành còn lát không đi được lát cái để lắp ốc tôi không cài kiểu macro ấy đánh mũi xin ba nó đam xin ba vừa bấm tay thế bóng tay bóng 5 cho 4 thì cũng thật. Đạt. Wow. Tự sát này. Tự sát kiểu ba đứa tự sát đi có chuyện nha. Thấy chưa, không để cho anh tự sát. Nếu ra gì đâu. Em đó. Tụi em nữa. Tụi em mà. Kêu ông ra nhìn mọi người đi PVP mà thèm quá. Bây giờ đi mắc gì không? Giao cái tạc quỷ đấy, tay vô để từ phát thế này. Cả đấy lớp 6 ạc, bắt tì nhau. Phải 6 ạc đi nhau. Đó à, thì vẫn đây nó chủ lấy được cho reset lại vẫn xui xui cung thứ hai bắt kỳ hai đàn mạnh lắm đàn cần ông cơ bút lên xong ông vô bắn ví dụ như là nếu mà con của tôi ở cùng team với cả bộ sáu bốn con kia thì AFK luôn vừa nhanh tập sát được còn nếu mà đừng lo cái chuyện BB là anh không có khái niệm là anh là người đánh đâu ở team ý anh biết là bọn nó gánh anh rồi nhưng vấn đề là ý là nếu mà bốn con clone của anh ở phía bên kia thì anh cho bốn con AFK kiểu gì team anh nhặt thắng không nha thường là trong BB chỉ cần một hai con mạnh không, con đàn mạnh lắm con đàn nó bút kháng bút cái giáp lên phải đéo đàn nào chứ không phải đàn đấy là đàn khác không phải tôi trong BB là mặc định là chỉ cần hai con biết chơi là mặc định là trận đó win ơi không cầm được xin Win làm sao được em cho mẹ Suku nó cho bốn con kia ra fit Win kiểu gì trời anh fit luôn anh fit cỡ nào nó ăn ba trụ là ôm mẹ rồi vâng nó cùng team mẹ ăn ba trụ Suku cho bốn con kia ra đi đẩy trụ phá thì Win kiểu gì Suku mà lắp được bốn con kia đi đẩy trụ thì thấy cũng sao lắp được chắc con mẹ là về bên kia bảo mày đừng giết clone của tao là được tao em nói làm gì rồi thắng thì khó chứ phá thì dễ lắm em ạ. Bốn con mỗi con đứng một góc xong rồi mẹ bọn kia nó đẩy thì đẩy ngược lại về cho về phía bên đội địch không thắng hơi quý năm thằng hai thằng kia gánh kiểu gì anh chỉ nói đơn giản cái công mẹ nó ra kích mạng thôi là đủ thắng thôi chứ còn lại là không có ăn được đấu cái nào đâu anh phá được cái di tích thôi cái gì mẹ cái kia phá ra ra kích mạng nếu mà hai hàng biết quýnh là nó ngồi nó clear hết mát là nó ăn một điểm còn cao hơn anh điểm cao hơn làm sao được đồ mẹ ra fit mạng mà được một cao không ủa anh đưa rồi mà chưa thấy rồi em có đánh. Nào, muốn test đâu? Test thì ra giải tán bao đi BB là test. BB. Đàn mạnh lắm, đàn mà cứ ở trong đó. Ra đứng sau lưng nó bút cắt kìa lên nó nhào C là chết rồi. Cứ 4 người, 5 người vậy đó, nhóm 1 2 3 bắt đầu một cái rồi vô hên xui giúp nào đập người đó. Không phải test luôn, nó là sự thật của 4 thằng AFK thắng kiểu đéo. Khó gì vậy? Anh chỉ nói đơn giản là 4 thằng AFK mẹ kia mẹ nó chia cho góc nhau ra rồi đi chiếm lò đấy, đéo chạy theo kịp rồi. Ôi, win rồi. Trừ khi là cái bên kia mẹ cũng toàn clone với toàn đéo biết gì thôi chứ còn. Không phải 6 thằng em ạ.
to với 4 là 10 thằng em ạ. 2 vs 10 đấy. Mình giết được 6 bảng luôn, ngon. Lòng 12 con cờ lon vô tìm nhau đánh chặn chơi gì đâu mà lo. Tâm gì? Mình đây, mình mình có quân bang ấy. Đủ được đánh chết 2 bảng lắm. Đánh cất được. Thì AK luôn đi gì. Thế là 36 ngày quyết mà. 36 nhân cho 3 thôi. Dễ mà. 36 ngày trong 2 tháng. Nhưng mà thực ra là nó ngu một cái là BBB nó còn để tìm random nên là nó mới bực mình luôn. Nam chặt chứ gì. Đây là cái số mạng giết một đêm với là một số mạng giết của từng cái nữa. Thằng phải liền cái gì phát một thì ba thằng phát hai năm thằng còn ba còn mấy phát nữa thì chắc giết mệt. Nó không phải là tính tổng mà trong một lần à? Không, tổng thì sẽ lên ví dụ ba phát một là ba thằng phát hai mười thằng là được ba thằng rồi đấy, không phải như bắt hai thì là đâu có đâu. Rồi coi ở dưới cùng ấy. Thế là một trận phải giết 10 thằng gì? Không, đi giết xong hết rồi, đi giết xong hết trơn rồi. Ờ, giết xong hết thì... Tôi giết xong từ ngày đầu rồi. Thì đó, tôi giết mãi không xong chứ. Thì tao phải giết 10 thằng trong một ngày gì? Không, ý là có một giết ngày nào cũng được. Tùy anh muốn giết xong gì vậy? Trong cái dung đó này, phải giết 10 thằng. Trong cái dung đó, giết đủ 10 thằng là được. Trong cái dung đó, tổng giết đủ 10 thằng cũng được gì? Đúng rồi, tổng cộng là mỗi đinh là giết 60 mấy thằng đó. 64 thằng đó. Thì anh tưởng bảo một trận phải giết mười mấy thằng hoặc là hai mấy thằng thì nó có, chứ còn nếu mà nó cộng dồn thì nên giặt. Còn win thì phát 1 thì 3 trận win, phát 2 là 5 trận win. Nói chung là tổng cộng các phát á là 36 trận win. 36 trận win là 36 ngày. Đấy. 36 ngày thì đó. Con đơn này ví dụ có rình phát để 4 cái tao nào chết thì chết, chết thì mình chết. Bao chết. Không vô cứ vô đã ném gì bắt đưa đường mình hai lao lên bật Z lên lao vô là mặt thấy bọn nó đang đánh nhau hăng say là cứ vào bắn đánh nó không bật Z lên tụi nó thấy không bật Z không với cả ra nhá nếu mà đánh kiểu mà loạn chiến nhá cái bốn không táp có khi là còn lợi hơn cái bốn táp rồi bốn nó chỉ được một hit thôi trong khi cái bốn kia nó nảy mấy liền. Tao một thì đúng rồi một hit nhưng mà tôi táp lên tôi nhảy tới bốn mình chết luôn. Táp nhảy luôn, táp phát lao vào luôn là cắt kill luôn. Vô anh ơi. Vừa táp. Chung là hết xui tùy theo tình hình thấy tao kia hết táp thì nhảy vào thì kiểu gì nó sẽ chết hoặc hết kháng thì nhảy thì kiểu gì sẽ chết. Không mày đê nó bắt nhảy được nữa kìa. Thấy tụi nó đang đánh đúng không thì bật táp đang từ xa thì chạy lại bật táp lên trước luôn á, bật táp trước luôn tao nhảy cái bốn xong rồi tao giọt. Đúng chính xác. Phải bố rồi SS chạy. Trời ơi, bốn đứa mày quy hai cái không em, một cái SS chạy. Một phát một là bốn thằng gãy liền, bốn thằng. Một là bốn thằng gãy, hai là chạy. Một là bốn thằng gãy, hai là bốn thằng đuổi, thế thôi. Mày giống như kênh em nè, đầu tiên là em e tới em tuôn dính nó thì chơi tiếp, còn tuôn không dính nó thì SS. Má nó rất là chết đâu. 30 giây không quay về trở lại. Không, nhưng mà thực ra đánh zoom vẫn thích nhỉ. Đúng rồi, zoom đánh zoom cứ lao vào một bắn zoom nhấn ba target thẳng một thằng luôn bọt chết luôn. Đánh zoom ba ấy cứ lại cứ một thằng thôi phệt luôn, không sợ kháng không à đâu không sợ phản đòn đéo gì cả, cứ thế mà bắn phệt hết. Bây giờ bắn bên gáp bên đấy thì chắc thế nó lao nó quật xuyên phòng thủ xuyên phản đòn mà sợ đéo nó còn là đâu. Đi đánh bê bê lắm, tập chơi của nó là tụi nó bị đánh bắt đầu thì cho nó bị choáng lắm, không là tụi nó hay bực kháng lắm. Còn này mình không cần choáng nó, cứ táp vô nhảy vô cái đụng cái là tụi nó đâu có bực kháng đâu, chết liền à. Bê bê thấy mặt là tụi thấy mặt chạm nhau bị xấu mấy lại né liền và tự nhiên hàng lao vô mình nè. Đây cái bạch tăng ơi, ra xả combo xong chạy. Đúng rồi, còn anh là thể loại gọi là cái gì lên? Núp lùm. Núp lùm. Ai tăng, ai nhấp giữ. Chờ, à, nhớ thì cũng chạy nằm. Ai chơi thì WE bắn hết WE nghĩa là SS. Chốt. Trời, nó kêu kia vậy. Tao vô tao. Ai chơi bắn xuyên giá mà. Nó
nó vào nó đá nó hai nó đá xong ai lên một cái xong nó bắn mấy cái nó không bốn một cái không có cung của anh giờ là hết tấn công rồi, anh chỉ cần vô nó chích mấy cái là bay màu rồi. Bây giờ chỉ cần một kill mà không có kháng là chết thôi. Từ một cái là bay màu thôi, nó xuyên qua cái là mất kháng cái là bay màu rồi. Đang kháng nó với lại cái con quỷ gọi là gì ta, cái con quỷ mà em á, anh cho xét cái nha, thả hai cầu đấy. Nó thả trên sạch thường thôi, lửa nó thả trên sạch thường. Nó thả lướt đi lướt về á, bay màu rồi. Ô, được chứ, màu bay chút rồi. Thấy nó thả vé hết. Thằng Phúc Kim Coi á. Phúc Coi gì đó. Phúc Coi. Thằng nhau bay chút luôn đó. Cái đó là... Rồi, BB33 thì xong hết bên rồi, khỏe rồi. Khỏe. 33, 15 anh mới thấy là có. À, có kiếm trận thôi. Em xong bay ba trận. Ba trận thắng á? Ừ, ba trận thắng xong rồi. 1-1 ba trận thắng luôn rồi. 1-1 thì em xong rồi. Chủ ngại nhất là 33 thôi. Mình cũng kiếm được 3 tác rồi. Không, xong. Di tích rồi, di tích một win 10 khác rồi. Dạ. Luôn cho luôn cho. Không tin đâu luôn. Chết mẹ. Nó ngay giữa mồm luôn. Để Anna có luôn đi. Luôn cho luôn cho. Anna lại không tin Loli. Thì làm sao rồi? Sai quá sai. Nó tỷ. Thì nay tin Loli. Đúng thiệt đấy. Đúng nha. Cái gì? Dành luôn. Đi đánh đi. Thế là, em đến là xong rồi quên. Lao vô ổng á. Tự nhiên lao vô thạch lắm này. Quên luôn. Thạch. Nha, tông một. Tông một. Giờ bay vô. Mà thích như thế nào. Rồi. Còn mình thua thì. Ờ, rank cuối cùng. Ông là tông một à? Không, thằng EDC đang ở Dragon á. Ai vô mẹ vô eo cục cục tao đánh được có một mạng à nhà nó top một PB thôi đi cái gì cái kinh nghiệm PVP cái gì 300 trận à hay bao nhiêu 300 trận vẫn thanh bạc không có chơi gì có chơi xây xin lên được thanh bạc rồi đi thì được mà là DB thì chứ chắc là không lên được. Có ma ra nha. Thì tiếp. Với mình là vì cái số 3 của nó là khi mà bút lên bất tử thì ai vậy. Trong khi mà bất tử nó hồi lại không kia máu cho nên mình sẽ tự tin hơn. Mình có, vì nó có quy nó có B chạy. Ông tranh thủ cái này ông đi luyện PVP cũng được. Bây giờ phải tăng kỹ năng sinh tồn của ông. Đều liên quan. Sáu cái này thì cũng nên lên bảng liên tục á, bot cũng vả như con. Đủ. Có BBB thì bot cũng vả như con. Ông biết đâu đỡ chết hơn. Không đỡ lên qua đâu. Rai như giờ có làm phút rượu là làm quẩy tốt không? Nhớ hôm nay trước anh em bảo say rượu đánh kinh đó. Say rượu là quẩy tốt, kiểu đánh tí quyền ấy. Trước bắt tàn tích 12 là nhờ uống rượu đấy. Ừ đây. Quẩn viện chứ. Ờ, quên viện 12 là nhờ uống rượu đấy. Nhờ uống rượu đấy. Đây chưa đơn ẩn nữa. Không, hơi bị dài luôn. Dài chắc bị dài. Cái điên thế này kiểu như kiểu bị hắc ấy. Mình đánh đâu cái chết mà nó đâu cái chết. Mẹ đam lệch là kiểu ngáo rồi. Đông phải em là bộ về hồn full xuyên giáp với tôi. Xuyên gì? Bây giờ đâu còn xuyên đâu. Tất cả bây giờ tôi bảo không, chết rồi. Ờ, Hena tự ra đồ nha. Ông hơi bị nhầm lẫn gì, ông full xuyên giáp, ông này chẳng ra nó khác hẳn luôn. Để lên thử bao nhiêu tách nha. Để bộ về hồn bên đây qua để thắng. Môn BBB làm gì, bê bộ đấy được đéo bao nhiêu đâu mà bây giờ luôn. Bây giờ chúng nó PVP nó cũng đeo Koharan thôi.
mua ram hết mà chẳng qua bây giờ là một là nó tăng hết điểm vào máu, hai là tăng hết điểm vào ấy thôi. Cái gì sao mà bay rồi? Kéo dây gì cũng có 99 đắp rồi. Ờ, tại của bạn này thì bắn đi chứ còn gì nữa. Ủa 99 thì giữ đi anh. Tại vì cái hộp PV nó có cái lực công PV. Chậm không ăn thua đâu mà được bao nhiêu, ông nhìn xem được bao nhiêu. Nói chung là biết sao mà mình chạy được. Ờ, 99 này hả? Đây là đột tử luôn, không kịp. Ông còn chuyển sang, ông vẫn đột tử. Nó có lên được 100 đâu. Dạ. Mày 99 nó đang con, để anh giữ im đi. Mẹ cha giết luôn. Mắc là 99 hay sao? Mắc là 99 mà. Ý là anh ấy càng lâu thì thời gian cao liên tục. Ờ, thì ý là thời gian được lâu hơn. Không, cứ để đi, để cái chừng nào nó còn ma vàng nó không có ở tự nó nổ luôn à, tự nó nổ luôn ở chỗ luôn, khỏi nó đánh cũng được. Chứ mình nó đầu quá, xong từ khi e né cái đoạn kia thì nó bắn kim rồi là hai con luôn. Kim rồi hai con khi phải né cái đoạn kia chiều kéo luôn, cái nó phụ nó cao luôn hả? Tí nó ra đập có mà không bị tí, bây giờ đập qua lại không, tháp một không có, tháp hai không có. Cái gì? Cái nào cũng vậy, cũng ô tu hai cái, vừa cái nó vừa cái hót. Anh có đi cái đó nữa hả? Loại gì? Có chứ, điện phủ hót nát nhà, nhà nào cũng mỗi thứ một cái. Đẹp quá. Tách bắn đã hay nha. Nó bắn dễ à. Tự nhiên thấy nó easy hẳn đúng không? Lên tầng 16 đi. Kéo được chín. Cái vấn đề là tàn tích không có thử thách. Giờ là chỉ có viện nghiên cứu với thử thách thôi, tàn tích không có. Nó mất dạy vô đó đó. Tàn tích không có là đây không có 16 à? Đợt này không có thử thách. Không có thử thách luôn nhưng phải là 16 nè. Thế là nó không bỏ vô thử thách. Đúng rồi. Thế là cái thử thách mà tầng bao nhiêu là không có luôn à? Đúng đúng đúng, bỏ. Thế là chỉ có viện nghiên cứu với cả... Chỉ có viện nghiên cứu thôi. Ba phần sơn cũng không có luôn đúng không? Viện nghiên cứu tầng 18 hai lần. Quá đã. 18 hai lần nhưng mà phải tuần cuối mới đi. Mới đâu? Có hai lần, 18 một lần. 18 một lần thôi. 18 một lần này. 18 một lần ngày cuối cùng. Ủa nhưng mà không biết là nếu mình bỏ mấy cái thử thách đó mình có đủ điểm không ta? Nếu em đi V đủ không. Thì là đủ. Tức là em không được. Nếu mà em bỏ thử thách là 5.001 luôn đó nha. Tại hồi vừa tính rồi 11. Bỏ thử thách em không lấy được 80. Không lấy được 80 à? Ừ. Đâu. Bắt được 80 là được bỏ 11k XP mà. Sao vui vậy? Cứ 11 ca tư. Nếu như 14 ca thì chưa nha. Tại vì hôm bữa tính rồi tổng cộng thử thách á. Tổng cộng thử thách là chỉ có 5.000 mấy à. 5.000 không, mấy. Không, không thử thách là... Nếu mà em bỏ thử thách em đi full PVP thì đủ. À, thì cái đó thì anh khỏi lo rồi. Cái đó thì... Nếu mà full PVP bỏ thử thách thì đủ. Còn mà bỏ cả 2 thì đã bao giờ đủ. Còn bỏ cả 2 thì là chỉ được lên đến 70 thôi. Đúng. 70 còn khó ấy. 70 được. Em là chùm PVP rồi anh lo gì. Để em cầm mát anh đi BBB không anh cái? À, chung BBB, nghe hai hợp lý. Cầm ha, meo meo, cầm mát anh đi hộ anh này. Hộ gì mà hộ, em lo chưa xong em đâu anh. Em bảo em chung BBB rồi mà. Thì chung nhưng mà cái vấn đề là còn ạt nha anh. Phải, thế nè, phải kêu là Loli phải trả lời là gì nè. Đổi qua Gun đi rồi đi BBB dùm cho. Anh vé đổi class, đổi qua ngay. Cái đó chỉ là đổi qua đi rồi đi chơi. Không, đổi qua Sumi anh đi dùm cho. Nếu được qua Sumi anh đi được. Cái gì cũng khó. Khó được. Cầm con đàn đi hộ anh cái Loli. Đàn đánh dễ lắm. Đàn nó bút bút táp xong nó bút kháng rồi nó quất cái là đứt. Đàn thì bắn được, không đàn BB bắn được. Không, đàn thì cũng chỉ rình rình cắn trộm thôi mà.
gặp như chung cung quá. Ý nó là hiểu không? Tức là em chỉ quen được con đi dài thôi, rồi tay ngắn. Quen tay dài hả? Anh này là tay dài mà em. Kêu chung cung nè, nói chung cung, nổ qua FF đi, rồi ra dùm cho. Đứa nào tự tin chơi với em ở đây? À, tức em là dục nha, không biết chơi. Đứa nào tự tin chơi FF ở đây? Ở đây FF mà BVB chắc mỗi cái đó biết chơi thôi. FM cơ. FM anh biết chơi mà. Gì? Cái FM hả? FM. FM hả? Có mình em đang chơi nè. Anh đấy. FM nát rồi. Này, anh cần B. Anh đi 66 anh cần dùng hàng FM chó. Anh đi BBB là mày phải biết rồi đấy. FM tàng hình. FM chó tàng hình. 4 trong tàng hình. Thằng nào chết thì chết. Không chết tao chạy mà. 4 xong rồi chạy. Bốn xong chạy hình. Chạy như chó. Bị khóa thằng chó xong chạy đúng không? Ba thằng kia dí theo mấy thằng nó chạy hết chết rồi. Đúng được. Nó quăng cái giò mỡ mà. Không quăng được đâu. Mà quá chó mẹ. Nó đi chỉnh đuổi nó đéo được. Còn thằng hình trừ khi nó hack. Không mà từ khi mà thấy có BB là thấy có nhiều sum nha. Mấy con sum là của anh hình như bên phong nó chơi sum là chùm BBB rồi, bản mấy bản này sum 3 là chùm rồi. Đó là hồi trước là không thấy mấy hạt sum rồi, giống như treo ở dưới á. Lát tiếp tới tự tin đi F8 không để thấy luôn, rồi giờ đi từ khi có BBB thấy mấy sum nó còn. Quá đình này ngại con sum 3 vãi cả đấy, đéo áp sát được nó luôn đấy. Sum là bây giờ là nó chỉ khổ dâm đi với nhau thôi. Hoặc là nó đi solo thôi. Không nghĩ ra nó đi kiểu mang nó ấy, public là nó ít đi rồi. Public thì ai tuyển nó đâu mà đi. Anh kỳ thị sum bởi vậy. Không ai kỳ thị cả. Tự các tự em là sum em bỏ sum ai kỳ thị. Tự em kỳ thị. Nếu mà nó đổi cái đè của Huy Thâm mà thành bằng như con cái M với cả con Dead ấy thì nó mới anh. Ừ. Là thì tự nó làm tự nó ăn. À, nó mà đổi đè sum là nó bá chủ cha rồi đâu. Mà đẹp trời nữa. 10 mạng rồi không chơi. Ai? 64 mạng là không? Cứ ráng giết đi em. 64 thì mai mốt. Cứ ngày tôi làm cái 20-30 mạng. Thì nó đủ rồi, hình như 3 ngày là đủ. Thực ra là chửi thế thôi nhưng mà đi PVP cũng được. Gọi là nó thay đổi đi chứ kiểu cắm cụi mãi một cái PVE nó cũng chán. Thế em nó có cần sự thay đổi tí. À, còn đây đấy còn rồi còn rồi. Mặc dù solo ông Rai. Lên phim đi. Đúng. 10 giờ. 10 giờ mới có. Tôi đéo thì phải khổ đấy, tôi bật hai máy lên. Kể cả 3 tôi bật 6 máy lên. Cậu có cái máy mà máy lên vậy? Tôi thiếu gì em. Ở nhà anh có 3 máy, ở công ty 1 máy nữa. Công ty chắc... Đấy là máy cứng đấy, chưa bật máy ảo đấy. Máy ảo luôn, đúng được luôn. Tình biểu, gì đâu? Gì đây, má cặp qua con Garden sao đánh? Ủa, mới chính đẹp lắm, 4-1-1 được. Đừng dễ mà. Và đừng thì cứ lao vào, xả hết skin, một nó chết, hai ông chết thì thôi. Rồi. Thất là nó liên tục thì nó mới chết được. Thất là nó còn tiền thể, phải đeo giết được nó. Đâu, 1-1. Cái này 2 chém là hết. Tôi 1-1 tôi sẽ chuyển sang búp để đàn búp để tôi ngồi tôi gảnh. Cho chúng nó lao vào giết. thấy kỳ kỳ nha. Thấy có vẻ sai. Không phải thắng mà. Thì mình gọi là mình giúp người tạo phúc, giúp cho các bạn thắng, mình thua không được. Để nữa mình xin cái phép chơi với ông cầm nhau luôn này. Giúp mọi người là chính, mình thắng thua quan trọng gì. Giờ chết chứ nói Hana nữa đi. Nói gì? Nói nè.
cho anh lưu cho nguy hiểm quá. Họ giết đi anh ơi. Có hai nay vô sâu rồi. À quên lộn lại vô sâu rồi. Hanadit. Thông thường là thấy cái tụi là tăng cơ vô sâu ấy. Mà ba em đâu phải tăng cơ nha. Tại sai. Quên. Bản trí già cả ước chỉ biết ước. Ôi trời ơi, gặp con nào cũng được, cứ gặp Warden mình đánh con vui. Warden thì ông vô cắt Warden nó chơi nhánh ba mà ông lo đến gì. Ba nó khá nhiều lắm ba. Cái gì ba xí nhánh ba cũng ít. Nhánh thiên kiếm mới khác nhiều. Nhánh thiên kiếm mới đánh thiên kiếm mới là cái việc khác nhiều. Nhánh ba là tại ba nó lao vô nó làm đất gì đâu vô bắn được đu đục mấy cái mà phải ngồi. Nhánh ba là tại vì nó quơ nhiều quá, quơ ao e nhiều quá. Quơ nhanh. Nhánh ba là chỉ có kiểu rình lao vào dồn phát là chết luôn thôi chứ nó làm gì có kháng. Vậy nhánh ba mà gặp sum ba là khóc hết mà. Ông muốn đánh quơ đần không? Thì chỉ cho ông cách không đánh nó. Dễ lắm, đánh là dễ. À, lớp học qua là chấp tóc. Ông thấy nó táp thì ông cứ chạy đi, nó đéo đuổi đâu. Có định đi vô một cái cắt cổ nó như cái con. Nó chỉ mạnh 66 nó rình nó giận thôi. Nó chỉ cần bật người đã thấy cái kiếm nó bốc lửa là chạy. Đúng rồi. Nó hết cái đấy quay lại xỉa nó, đó có làm gì đâu mà. Mà nó mà không bật cái đấy mà nó lao vào lúc đầu ấy thì nó đéo có cán đâu. Nó giống như kiểu con tiên kiếm là lao vào rồi bật V lên là nó kiểu thể được. Bách này nha, không có bách nha. Khóc rồi nha. Ờ, chết luôn. Con đường 3 này chỉ có nó cơ động hơn thôi. Có bùa không anh? Bùa rình mình tát vào cái 4 cái. Đừng có Z. Z để mà nó biết. Đỡ bùa anh. À, đỡ bùa anh. Z là bọn nó biết bọn nó chạy. Hút kìa. Oh my god, đá thiên tế bị rớt giá nữa hả? Tạm gì có rớt. Để rớt tạm thời thôi. 80-90 rớt gì trời ơi. Rớt 80-90. Nè xuống. Nó đang mua 80 nè. Bọn nó mua kệ bọn nó. Mình bán là chuyện mình bán. Quỳ nó. Bây giờ bán ra cho đại gia tranh. Nó luôn ngược bên hết trời. Họ chuẩn bị tự kháng nha. Thôi bật tát rồi không sao. Nó ngáp quá. À có chàng đầu thôi à. Cái chàng đầu bọn nó bán. Bốn con nằm đây. Á thượng hạng xíu đang bùi chân đập đen hà nhiều quá giờ thượng hạng lên giá luôn rồi. Thượng hạng thì giờ auto lên luôn lên các bạn cái đập thượng hạng đập đen hà nhiều quá giờ lên bây giờ cái gì giờ cần tinh cầu cũng cần. Tinh cầu cũng cần đúng rồi. Có tinh cầu cần thượng hạng nữa hả? Có anh à, hơi cũng hơi rất đít đấy. Mỗi lần đập là 10 viên hả? Thì khi nào em lên được qua cái mốc ấy thì mình mới đỡ, chứ còn vẫn ở dưới cái mốc đấy thì cũng vẫn cứ 10 viên, cứ 10 viên. Rồi, phá cái trụ ngay là rách nha. Mốc cũng hơi. Mốc cũng đi đập là 10 viên. Chơi mốc đấy thì chẳng phải có vay chút là mà mẹ đập được qua cái mốc đấy thì cũng vay chút là... Thì nó đỡ hơn. Đập dễ mà, tôi đập xí phát lên luôn à. Ừ. Chủ dùng cái nè. Chưa kể do thức tỉnh nó đập xịt lên xịt xuống nữa. Chưa kể mà ai còn chưa từ lộ thần hoàn thiện mà đập lên tôn huy thì cũng vay chút cả.
chết luôn. Lập tức tỉnh một lên hoàn thiện luôn. Mẹ, cái đá tinh tế này mẹ vừa treo lên chợ bán phát hết mẹ luôn. Anh treo 90 à? Ác rồi. Ở sao thấy nguyên trang đầu thấy 90 không? Treo lên 90 phát bán hết luôn. Đây. Thôi để em treo 95. Hết bùa rồi nha. Ngon, tự nhiên được mấy trang vui. Chắc tôi lại còn vừa mở cái gì nhỉ? Vô sâu rồi. Ngọc thủ hộ lại làm được viên con hai nạc cũ rồi. Lục cương thủ hộ, bốn chạy. Đây là cái này. Bắn gì nghe là khỏi cú. Thế là được 5 viên 4 chạy nhỉ? Còn 3 viên nữa là 5 viên 4 chạy. Cái gì đổi cái xu đổi cái gì ta, đổi cái khai thiên thạch là bao nhiêu viên ta, em quên bả. 35 viên thời gian mà nó hết thời gian 35 viên mà. Cái đấy em đổi lúc nào thì được, tại vì nó có đổi có giới hạn đâu, em cứ đủ là em đổi đâu. À, để em biết cái mốc bao nhiêu viên nó quên bả. 35 đến 36 viên anh đổi mẹ xong rồi. Sao đẹp vui kìa, chết hết những cái gì. Cuộc đời là những cú lừa mà. Scoot toàn lừa mình thôi. Thôi. Nghèo. Nghèo lắm. Thôi nghèo. Toàn phải dùng máu và nước mắt đập đồ. Mình tôi lóc còn đâu lần được kịp red đâu. Hôm nay có một máy Hồi đây nhầm. Loli. Cái bọn Loli đó. Sao nó bị mít lần nãy, nó bị sai. Loli block nhiều mà, ăn Loli break nhiều mà. Cũng đủ, một mình không có gì. Lần break 2 không, mình lag là đủ rồi. Mỗi lần break 20%. Nhưng mà nãy không. Chứ là cho bị một lần sai vậy đó, nó bị hụt. Làm chết luôn đó. Thường là trong từ đoạn từ 1 tới 50 là em break cỡ được 7-8 lần. Kết luận là gì? Lỗi tại Loli. Thế này, trong khi bán ở dưới này nó giao bán giá thiên tuế có 80 gold. Giao lên 90 chính ra chưa chắc như vậy được 80. Đúng rồi. Tất mẹ 15%. 25 anh. Em phải ký tác nữa. Giao thì cho lười thôi. Lười thì treo thôi. Cứ để thôi, khi nào tích đủ nữa là nó kêu, nó ca làng lên là mình bán thôi. Hợp lý. Giảm, hợp lý là giảm tích, nó ghe đánh cho ông Bình. Hồi 1 thì PV, PV các gì? Bình băng, giảm 2 vừa mình đánh đi đấm, 2 thành, cạch nha luôn. 1-1 thì đồ gì, quan trọng gì, thì skin gì. Tính đồ đâu. Thế nào? 1-1 1-1 đi. Tính đồ đâu. Tính kêu đồ nào đến. Kể cả ông cộng điểm ở cái đấy nó không tính mà. Không, nó không tính hết. Nó không tính gì hết á. Nó tính trình chuẩn nhất có thể. Trình chuẩn nhất có thể. Hồi xưa học bí kíp thì nó còn tính. Nhưng mà bí kíp không tính. Kiểu nó bất công. Đưa nó chỉ tính PVP 1-1 chẳng hạn. 1-1 chỉ có bàn đập công lực thôi. Không, hồi xưa lúc mà học bí kíp dịch vương hay ấy mà cái đòn đánh nó hồi 2 nội năng giống như kiểu của Thun hồi 2 nội năng ấy thì mày đấy có tính. Thế mà bây giờ lúc đấy chuyển sang cộng điểm kia thì nó không tính nữa. Mà không là cái M đây hồi xưa phải học bí kíp dịch vương 2 ấy. Để cái LB đấm một phát hồi 2 nội năng đấy, không đúng rồi, đúng rồi. ILS là đéo đủ nội năng mà đấm này. Đúng rồi, cái mở gió đó. Đấm hay ILS thì không đủ nội năng. Mà phải chèn một cái LB vô. Không đấy, bắt buộc phải học dịch vương thì chèn hồi được rồi, hồi được 2 nội năng mới đủ combo tiếp. Mét cái M. Thời đó cái mở gió khổ như quỷ, khổ như chó.
PvP thì PvP thì yếu mọi người không, khá khỏe thế nào mọi người, cái thần thanh hoa nó chẳng qua là mẹ vào đánh kem mờ đa số toàn tay to đánh thì cảm giác nó thế. Đúng rồi, tay to khó lắm rồi. Ôi tay to mà. Ừ, ông tay to thì tay to theo đúng theo nghĩa đen. Một tay phải to thôi đúng không? Ông tay trái, cái cu là tay phải. À tay trái hả? Vậy thôi tay trái hả? Để. Không. Ai cũng thuận tay trái hết em ạ. Ai mà làm cái đấy cũng thuận tay trái hết, tự nghiên cứu rồi. Cu vẫn phải làm chuyện đấy. Chuyện ấy ấy à. Cu có cu đâu mà làm chuyện đấy. Ai mà làm chuyện đó. Hai RF của nó mẹ ngắt animation đến khổ cho người. Nội năng thì đéo có mấy, kháng không đéo có mấy, block hụt xem thì lấy đâu ra kháng. Đúng rồi. Khổ như vậy á. Trong hồi xưa lúc nó còn chưa sửa cái E non target ấy. Mẹ đéo có mục tiêu, ví dụ gặp team thì lấy cái gì ra mà kháng. Không có mục tiêu mà lấy cái gì ra mà E, cái gì đúng không? BB mà thế giới người ta toàn đến team với lại đánh game không ạ? À đợt đó bọn tin đồ mà. Đúng không? BVB mà toàn dựa nhất là con M. Con M hồi xưa M băng đúng không? M băng đẩy tưởng chứ. Hồng không cần chơi cái trò đẩy. M nào cũng được. Nó đều là có thể cân kèo hoặc là trên kèo với mọi class. Không ăn xin qua là, chẳng qua là nó khó đánh. Khó tối nước thôi. M vẫn không ăn được xin. Nhầm đấy. Đeo được xin. Xem suốt giờ. Khắc con em mà. Xin biết chơi là xin biết chơi mà mấy con ấy cho thì chẳng có chịu vãi cả đấy. Xum nó bá vãi cả đấy trong PvP. Xum bây giờ thôi, còn xum hồi xưa tôi đang nói hồi xưa cơ mà. Hồi xưa xum đánh cũng khó chịu. Xum hồi xưa không lên được đánh cao, hiểu sao nó đánh nó quá dễ bắt bản. Trời không ai luôn. Quên cái đó đang đẹp không thấy đây, hồi xưa tôi đánh sum mãi mới lên được kim cương như đó. Nana luôn anh này, mình có đánh nhiều lên kim cương mà đánh được ai mấy đâu, mất bài. Sum chỉ danh bạch kim đổ lại đó. Holy fuck, nó hết tôm. Trời ơi. Nhảy đi em. Anh không có bùa đâu. Tên thứ mấy rồi? Đúng ngay. Tên anh Nguyên rồi. Đúng. Mình chỉ tính tên đi tên thứ nhất rồi. Rada rất hiểu ý anh. Tên thứ nhất xong là một cái ra. Không mẹ toàn kiểu tên thứ nhất là đánh rất mượt đấy không? Bắt đầu từ tên sau là đánh tên thứ hai trở đi là như lo hẹn. Cái tên là kéo được 99% đó là ngon nhất rồi đó. Gì yeah. Anh rất là dư dả thời gian. Hãy kéo được hả? Kéo dây được 99 tắt luôn anh. Ừ. Đâu có một lần một. Một lần và mãi mãi. Lần đầu cũng như lần cuối đúng không? Và bây giờ đang cứu đàn. Dừng. Mắt tôi nè. Này là đúng sợ. Không mai ra nha. Chiếm đồ bè gì cũng giống chết à. Đi kệ không giống. Máu vậy heo. Đi 66 rồi à. 1-1 rồi. Giờ rồi không sống gì nữa. 10 giờ là nó hết đưa rồi mà. Đâu. Chết. Vẫn đánh chứ mà. Quan trọng là có người phai không á, phải có người gọi hay không. Giờ là như hết giờ BB. À, BB 1-1 với 3-3 thôi, còn mà tốt không rồi. 6 thì đến tầm 1 giờ cơ mà. 10 giờ là hết giờ nó cao. Cao là x2 thôi. Có
Chỉ là ít hai Thanh Long thôi chứ chả có xin nhé, giờ Thanh Long nó làm gì đâu. Xưa là có người chờ nghỉ, quên. Thanh Long rồi có tác dụng mẹ gì đó. Đúng rồi. Rồi xưa còn... Đổi tính linh... kia. Đổi được tính hay linh quá, đơn hờ. Hai lượng nhanh quá. Tay Thanh á anh. Đông nữa. Chưa có... Chờ nó đóng... Chờ nó đóng phạt... Chờ nó đóng phạt 10 cái gold. Chưa có... Chưa có con quỳ lại chú trên chờ. Sao có thấy được nhiều con kim vậy? Thôi gì thôi lên hit tính ra đạo đội luôn.